Cô chào các em học sinh khối 11 trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Như vậy là tuần vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong bài kiểm tra cuối học kỳ 2 cho môn ngữ văn 11 năm học 2020-2021. Nhưng mà do dịch Covid đang diễn biến phức tạp cho nên chúng ta tạm thời phải nghỉ học tập trung ở trường và thực hiện học online các buổi. Vì không có thời gian hướng dẫn các em sửa bài ở trên lớp, cho nên tiết học online hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em sửa bài thi của mình để các em biết được là mình đã làm bài như thế nào, đúng sai ra sao. Từ đó rút kinh nghiệm và đồng thời củng cố lại kiến thức của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học. Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn ngữ văn 11 có cấu trúc gồm hai phần. Một lớn là đọc hiểu 3 điểm, đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4. Ngày 4 tháng 5 năm 2020, giữa trưa nắng nóng trên đường phố Hà Nội, một cô gái thấy một cụ ông đi bộ đã dừng xe máy hỏi thăm. Khi biết cụ muốn về Lâm Đồng mà không có tiền, cô gái đã nhờ người xe ôm chở cụ ra bến nước ngầm và biếu cụ 1 triệu, mua vé xe và tiền uống nước dọc đường. Ông Phan Văn Năm, Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, một cựu chiến binh từng được trao huy chương kháng chiến hạng nhất. Mỗi ngày 2 buổi, ông tự nguyện đi dọn vệ sinh tại nhiều địa điểm, trên nhiều tuyến đường, ở các địa phương trong tỉnh. Hàng chục năm nay, tại mỗi địa điểm, ông dọn vệ sinh từ vài ngày đến vài tuần, tùy theo mức độ môi trường ô nhiễm, cho đến khi sạch rác mới đi chỗ khác. Mấy chục năm qua, cả gia đình cũng đã quen và luôn ủng hộ việc làm tình nguyện của ông. Từ hành động đẹp này, những người dân ở các khu vực ông đến dần dần cũng tự giác trong việc bảo vệ môi trường, nhắc nhở nhau nâng cao ý thức, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định. Nói về việc làm của mình, ông Năm nói, tôi không có điều kiện cống hiến việc lớn cho xã hội, nên có hành động nhỏ góp chút sức bảo vệ môi trường. Dọn rác cũng là công việc có ích mà tôi làm cho cộng đồng xã hội. Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp về những tấm gương để chúng ta học tập về tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của con người với con người. Xã hội không thể tốt đẹp nếu người ta chỉ nói những điều tốt đẹp mà không có những hành động đẹp. Mỗi người đều có việc phải làm để tồn tại và phát triển. Song xã hội chỉ văn minh tiến bộ khi có nhiều người có khả năng tự quản lý mình, tự giác thực hiện trách nhiệm của cá nhân theo yêu cầu của xã hội. Văn bản này trích tự giác luật sư Trần Văn Chương, tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam, số ra ngày 29 tháng 7 năm 2020. Đây là 4 câu hỏi đọc hiểu văn bản. Câu 1, xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Câu 2, theo tác giả, xã hội không thể tốt đẹp nếu thiếu điều gì. Câu 3, hãy kể ra vài hành động đẹp mà em được chứng kiến từ cuộc sống xung quanh. Câu 4, anh chị có đồng tình với quan điểm xã hội chỉ văn minh tiến bộ khi có nhiều người có khả năng tự quản lý mình, tự giác thực hiện trách nhiệm của cá nhân theo yêu cầu của xã hội hay không? Vì sao? Phần 2 lớn của đề thi đó là phần làm văn 7 điểm, gồm 2 câu. Câu 1, 2 điểm. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 150 chữ, trình bày suy nghĩ của mình về ý thức tự giác của mỗi người trong cuộc sống. Câu 2, 5 điểm. Cảm nhận vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống trong bài thơ Chiều Tối, tức là bài mộ của tác giả Hồ Chí Minh. Bài thơ Chiều Tối của Hồ Chí Minh là một bài thơ chữ Hán, vì thế mà trước hết chúng ta có cái phần phiên âm. Quyền điểu quy lâm tầm túc thủ, cô vân mạn mạn độ thiên không, sơn thôn thiếu nữ ma bao túc ma hoàn lô dĩ hồng. Dịch thơ, chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không, cô em sống núi say ngô tối, say hết lò than đã rực hồng. Hết đề thi. Bây giờ cô sẽ gợi ý đáp án cho tất cả các câu hỏi của bài thi. Thứ nhất là câu hỏi của phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu có 4 câu. Câu 1, yêu cầu xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Thì các em đọc kỹ cái yêu cầu của đề bài là xác định phương thức biểu đạt chính có chữ
biểu đạt chính, cho nên chúng ta chỉ trả lời duy nhất một đáp án, tức là một phương thức biểu đạt. Nếu các em trả lời dư thì các em sẽ không đạt điểm tối đa. Dựa vào những kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt thì chúng ta có thể xác định phương cái đoạn văn bản trong đề bài, cái đoạn ngữ liệu đấy có sử dụng phương thức biểu đạt chính, đó là nghị luận. Bởi vì đây là một cái dạng văn bản trình bày suy nghĩ, quan điểm của người viết về cái ý thức tự giác về những hành động đẹp của con người trong cuộc sống. Bằng cách là tác giả đã nêu ra một số dẫn chứng về hành động đẹp, về ý thức tự giác của con người, của một số nhân vật mà chúng ta đã từng được nghe, và từ đó đưa ra cái quan điểm của người viết. Vì thế, phương thức biểu đạt chính của văn bản, của ngữ liệu đó là nghị luận. Trả lời đúng câu hỏi này, các em có 0,5 điểm. Câu số 2. Hỏi, theo tác giả, xã hội không thể tốt đẹp nếu thiếu điều gì? Với câu hỏi, dạng câu hỏi như thế này, các em đọc kỹ văn bản, vì nội dung của câu trả lời sẽ nằm ở trong cái văn bản đấy. Thì đáp án câu của câu hỏi này như sau. Theo tác giả, xã hội không thể tốt đẹp nếu người ta chỉ nói những điều tốt đẹp mà không có những hành động đẹp. Em có thể trả lời một cách đơn giản là theo tác giả, xã hội không thể tốt đẹp nếu thiếu những cái hành động đẹp trong cuộc sống. Trả lời đúng câu hỏi này, các em cũng có 0,5 điểm. Câu hỏi số 3. Hãy kể ra vài hành động đẹp mà em được chứng kiến từ cuộc sống xung quanh. Với câu hỏi này, yêu cầu các em kể được từ 2 hành động đẹp trở lên. Có rất nhiều hành động đẹp hàng ngày diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Nếu các em để ý thì sẽ thấy. Thì các em có thể nhớ lại và kể một số cái hành động như sau. Theo cái gợi ý là, ví dụ các em có thể kể hành động của một người nhặt được của rơi rồi tìm người trả lại, hành động dừng xe dắt của già qua đường, hành động cứu giúp người bị nạn, hay là hành động liều mình bắt cướp, vân vân. Đây là những cái hành động đẹp của chúng ta có thể chứng kiến ở trong cuộc sống xung quanh mình. Trả lời được kể được 2 hành động đẹp trở lên thì các em sẽ có 1 điểm, tức là mỗi hành động sẽ có 0,5 điểm. Ra sang câu hỏi số 4. Anh chị có đồng tình với quan điểm xã hội chỉ văn minh tiến bộ khi có nhiều người có khả năng tự quản lý mình, tự giác thực hiện trách nhiệm của cá nhân theo yêu cầu của xã hội hay không? Vì sao? Câu hỏi này 1 điểm. Câu trả lời đồng tình hay không đồng tình, các em sẽ có 0,25 điểm và phần lý giải 0,75 điểm. Với câu hỏi này, theo cô, các em có thể trả lời là mình có đồng tình, và các em lý giải bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau, miễn sao hợp lý là được. Thì cô xin gợi ý cái cách các em lý giải như sau. Người có khả năng tự quản lý mình, tự giác thực hiện trách nhiệm của cá nhân theo yêu cầu của xã hội là những người có ý thức cao, có thái độ ứng xử tốt, đẹp. Họ hiểu rõ trách nhiệm, vai trò, vị trí và quyền lợi của mình. Tự mình hiểu mà làm, không cần người khác nhắc nhở, đốc thúc. Khi có nhiều người tự giác ở mọi lúc mọi nơi như thế, thì chắc chắn sẽ tạo nên một xã hội văn minh tiến bộ. Đó là gợi ý trả lời 4 câu hỏi phần đọc hiểu. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 lớn là phần làm văn. Phần làm văn gồm có 2 câu. Câu 1 là yêu cầu viết một đoạn văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Cụ thể là để yêu cầu trình bày suy nghĩ của anh chị về ý thức tự giác của mỗi người trong cuộc sống. Với văn nghị luận xã hội, yêu cầu các em phải đảm bảo cấu trúc của đoạn văn nghị luận. Đó là phải có đủ các phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Phần mở đoạn, các em phải nêu được vấn đề. Phần thân đoạn, triển khai được vấn đề. Và kết đoạn, kết luận được vấn đề.
Nếu bài viết đảm bảo được cấu trúc thì các em sẽ có 0,25 điểm. Nếu mà các em viết đoạn văn sai cấu trúc như thế này thì các em sẽ bị trừ đi cái số điểm đấy. Thứ hai là yêu cầu các em phải xác định đúng vấn đề cần nghị luận. Đây là một cái yêu cầu rất quan trọng. Cô cũng đã nhắc nhở rất nhiều, dạy đi dạy lại rất nhiều lần. Nhưng mà trong quá trình làm bài, một số em vẫn xác định sai cái vấn đề cần nghị luận, dẫn đến cái bài viết của các em cũng sai. Thì vấn đề cần nghị luận của cái đề bài này đó là ý thức tự giác của mỗi người trong cuộc sống. Phải xác định được đúng vấn đề cần nghị luận, các em mới có 0,25 điểm. Tiếp theo là các em triển khai vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng, rút ra bài học, nhận thức và hành động. Cái này các em lưu ý là cái sự kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng, bởi vì qua cái việc chấm bài, cô thấy một số bạn làm bài thiếu dẫn chứng, là các em viết từ đầu đến cuối mà không đưa ra được một cái ví dụ dẫn chứng nào cả. Như thế thì bài làm sẽ thiếu đi cái tính thuyết phục. Sau khi xác định được bố cục, xác định được vấn đề cần nghị luận, xác định được các thao tác lập luận và một số cái lập luận lý lẽ dẫn chứng, thì các em bắt đầu triển khai vấn đề cần nghị luận. Phần thứ nhất, các em có thể nêu là các em phải nêu vấn đề cần nghị luận, tức là giới thiệu, bước một giới thiệu vấn đề cần nghị luận. Thì vấn đề cần nghị luận ở đây chính là ý thức tự giác của mỗi người trong cuộc sống. Em với cái đoạn văn nghị luận xã hội như thế này thì em nên nêu trực tiếp vấn đề, không có vòng vo dài dòng, nên nêu trực tiếp một cách ngắn gọn. Tiếp theo là em đi vào giải thích vấn đề cần nghị luận. Ở đây các em có thể giải thích cái khái niệm tự giác là gì. Tự giác tức là chủ động làm việc, học tập mà không cần ai nhắc nhở, giám sát. Các em chỉ cần giải thích ngắn gọn như thế. Sau đó chúng ta chuyển sang phần chính của cái đoạn văn này, đó là phần bình luận. Đây là phần các em trình bày suy nghĩ của mình, nên là cũng không có gò ép, mà cô chỉ gợi ý cho các em một số luận điểm như sau. Thứ nhất, người có ý thức tự giác luôn biết tự mình hoàn thành mọi công việc trong đời sống mà không cần ai nhắc nhở hoặc sai bảo. Lúc nào họ cũng chăm chỉ làm việc, không những làm tốt công việc của mình mà còn chủ động sáng tạo trong công việc. Người tự giác lúc nào cũng hướng đến một kết quả tốt nhất, tìm kiếm những hướng đi mới mẻ, táo bạo, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Tự giác giúp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tập thể tin tưởng và giao phó nhiều trọng trách. Tự giác trong học tập, làm việc sẽ mở rộng hiểu biết của con người về mọi mặt. Nó giúp con người rèn luyện được kỹ năng cần thiết cho bản thân. Đồng thời, tự giác còn góp phần xây dựng quan hệ tập thể lành mạnh, thân ái. Em có thể lấy dẫn chứng về ý thức tự giác của con người khi tham gia giao thông, hay là ý thức tự giác xếp hàng nơi công cộng, tự giác đeo khẩu trang, khai báo y tế trong cái mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp này. Sau đó các em chuyển sang phê phán. Tức là trong khi bình luận, các em có thể phản bác một số vấn đề. Ở đây chúng ta có thể phê phán những người không có ý thức tự giác và luôn trốn tránh trách nhiệm của mình. Sau đó các em rút ra bài học, nhận thức và hành động. Tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội giúp con người hoàn thành tốt công việc,
góp sức xây dựng tập thể vững mạnh, xã hội phát triển. Mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình ý thức tự giác. Đó là một số cái lý lẽ, luận điểm để các em triển khai cái vấn đề cần nghị luận, đó là bàn về ý thức tự giác của con người trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần câu 2 của cái phần làm văn, đó là viết một bài làm văn nghị luận văn học. Để yêu cầu các em cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống trong bài thơ Chiều Tối, tức là bài mộ của tác giả Hồ Chí Minh. Với cái đề bài này, để thực hiện bài viết của mình, các em cũng phải đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận. Đó là phải có đủ các phần mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Các em chú ý xác định đúng vấn đề cần nghị luận. Đó là vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con người trong bài thơ Chiều Tối. Các em triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng. Tức là khi các em phân tích cảm nhận, tức là nghị luận, các em phải vừa dùng lý lẽ và có trích thơ làm dẫn chứng. Chứ cô thấy một số bạn khi làm bài là không chỉ dùng lý lẽ không mà không trích dẫn thơ để làm dẫn chứng cho bài viết của mình. Sau đây các em sẽ tiến hành triển khai vấn đề cần nghị luận với cái gợi ý như sau. Đấy, dĩ nhiên là bài Chiều Tối, tức là bài mộ của Hồ Chí Minh, các em đã được học và được ôn luyện rất là kỹ. Tôi hy vọng là các em làm tốt cái đề bài này. Các em triển khai vấn đề cần nghị luận theo 3 phần. Thứ nhất là phần mở bài. Kỹ năng làm mở bài cô đã hướng dẫn rất nhiều. Thì trước hết với một cái dạng đề văn nghị luận xã hội về một bài thơ, thì yêu cầu đầu tiên là các em phải giới thiệu về tác giả. Ở đây là tác giả Hồ Chí Minh. Em có thể giới thiệu Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại mà còn là một danh nhân văn hóa của dân tộc, người để lại cho nước nhà một sự nghiệp văn học đồ sộ, trong đó có tập thơ Nhật ký trong tù. Sau đó các em giới thiệu tác phẩm, tức là giới thiệu bài thơ Chiều Tối, tên chữ Hán là Mộ. Đây là bài thơ được trích trong tập Nhật ký trong tù, tên chữ Hán là Ngục Trung Nhật Ký của Bác. Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên và tấm lòng lớn lao của Hồ Chủ tịch. Sau khi giới thiệu tác giả tác phẩm thì các em chú ý là phải nêu vấn đề cần nghị luận. Cô thấy có rất nhiều bạn thiếu cái bước này. Tức là các em chỉ giới thiệu tác giả tác phẩm mà không quên mất không nêu vấn đề cần nghị luận, tức là cái yêu cầu của đề bài. Các em có thể dẫn dắt như sau. Dẫn dắt để nêu vấn đề cần nghị luận như sau. Tấm lòng lớn lao ấy của Bác được thể hiện qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con người miền Sơn Cước. Sau đó các em đừng quên trích dẫn bài thơ. Và sau khi giới thiệu và nêu vấn đề cần nghị luận thì các em phải trích dẫn lời thơ. Vì đây là một cái bài thơ ngắn chỉ có 4 câu. Sau khi trích dẫn thơ thì các em sẽ chuyển sang phần thân bài. Yêu cầu của chúng ta là cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống trong bài thơ. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên ở 2 câu thơ đầu. Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, tròn mây trôi nhẹ giữa tầng không. Đó là 2 câu thơ dịch. Còn phần phiên âm là văn bản gốc, đó là Quyền điệu quy lâm tầm túc thủ, cô vân mạn mạn độ thiên không. Em triển khai theo một cái số luận điểm như sau. Ở 2 câu thơ thứ nhất, cái khung cảnh chiều tối được mở ra với hình ảnh tả thực đầy chất thơ. Đó là hình ảnh của cánh chim mải miết bay về rừng tìm nơi trú ngụ.
hình ảnh những đám mây lờ lững bằng lặng trôi về với trời. Từ hai hình ảnh đó, chúng ta có thể thấy một không gian mênh mông rộng lớn nhưng lại thơ mộng yên bình. Gợi một buổi chiều tà hiu hắt, ánh nắng chỉ còn le lói phía chân trời. Không gian thiên nhiên chính là tấm gương soi chiếu nội tâm của con người. Cánh chim vội vã mang dáng vẻ mệt mỏi, nhọc nhằn sau ngày tháng rong ruổi. Áng mây lững lờ, trôi cô đơn lẻ loi trên nền trời mênh mông rộng lớn. Bầu trời như được đẩy lên cao hơn, xa hơn. Nỗi lòng con người vì thế cũng như chất trải dài ra ngút ngàn. Đứng trước thời khắc cuối ngày, lòng người bỗng thấy cô đơn, trống trải, thấy mệt mỏi, bâng khuâng. Và cánh chim sau những phút giây mệt mỏi vẫn được nghỉ ngơi nơi tổ ấm. Còn con người sau những phút giây cuối cùng đọa đày lại phải chịu cảnh ngục tù tăm tối. Bởi vì như các em đã được biết là bài thơ này được sáng tác trong một cái hoàn cảnh đặc biệt, là lúc mà người đang bị giải lao, tức là chuyển từ nhà lao này qua nhà lao khác. Thế nhưng người tù ấy chẳng một câu than vãn oán trách, mà lại thả hồn vào thiên nhiên cảnh vật để cảm nhận và chấm phá nên những nét tuyệt mỹ nhất của bức tranh cuối ngày. Ở đây các em hình dung ra hình ảnh của người tù Hồ Chí Minh. Cổ thì đeo gông, chân vướng xiềng. Sau một cái ngày dài bị đày ải mệt mỏi, thì đáng lẽ, tức là với một số người khác, người ta sẽ than vãn oán trách và chỉ mong được có cái giây phút nghỉ ngơi. Ấy thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh đấy, Hồ Chí Minh vẫn ngẩng cao đầu, ngắm thiên nhiên, ngắm bầu trời để cảm nhận nên cái vẻ đẹp của bức tranh cuối ngày, rất nên thơ. Từ đó mà hai câu thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên rạo rực trong trái tim người chiến sĩ cách mạng. Trong tâm tưởng người chiến sĩ, lúc nào cũng thường trực nỗi nhớ về quê hương đất nước. Nói như thế là bởi vì bài thơ Chiều Tối, tức là bài mộ, cũng như là cả cái tập thơ Nhật Ký Trong Tù được sáng tác trong một cái hoàn cảnh đặc biệt. Đó là lúc mà Hồ Chí Minh trên đường sang Trung Quốc để cầu viện trợ thì bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Trong 13 tháng ở tù thì người đã sáng tác cái tập thơ Nhật Ký Trong Tù. Vì thế mà khi sáng tác bài thơ này, khi viết bài thơ này, Hồ Chí Minh đang ở nơi đất sách, ở nơi đất khách quê người, xa quê hương đất nước của mình. Vì thế mà cái cách cảm nhận về bức tranh thiên nhiên của chiều tà cho chúng ta thấy được cái nỗi nhớ về quê hương đất nước của Bác. Đồng thời hai câu thơ cũng cho chúng ta thấy được cái ý chí sắt đá, nghị lực phi thường và phong thái ung dung của người tù Hồ Chí Minh. Như lúc nãy cô vừa nói, trong cái hoàn cảnh đấy người ta sẽ chán nản mệt mỏi, nhưng người tù vẫn với phong thái ung dung ngắm nhìn trời đất, cảm nhận được một cách tinh tế cái vẻ đẹp của thiên nhiên, những cái chuyển động của thiên nhiên đất trời. Sau khi phân tích hai hình ảnh trong hai câu thơ đầu tiên thể hiện vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, thì các em có thể đánh giá mở rộng vấn đề như sau. Hai câu thơ vừa mang nét cổ điển, hiện đại với những hình ảnh thơ quen thuộc, bút pháp ước lệ tượng trưng, chấm phá, điểm xuyết, không nói về cảnh trời chiều, nhưng người đọc vẫn có thể cảm và hình dung ra không gian và nỗi lòng mà câu thơ muốn gửi gắm. Tức là hai câu thơ đầu tiên không hề có một cái chữ về chiều, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận thấy rõ đây là cảnh của chiều. Cánh chim ở đây không còn là đề tài, cánh chim không còn là đề tài xa lạ trong thơ cổ, tức là đây là một cái thi liệu rất quen thuộc trong thơ cổ. Thế nhưng cánh chim của Bác lại thật đặc biệt. Nếu như cánh chim của Lý Bạch là cánh chim điệu cao phi tận, bay vút vào không gian ngút ngàn, thì cánh chim của Hồ Chí Minh lại mang hồn sống, là cánh chim trao liệm không gian, làm chủ không gian vạn vật. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh cuộc sống được thể hiện ở hai câu thơ cuối. Cô em sóng núi say mũ tối, say hết lò than đã rực hồng. Đó là hai câu thơ dịch. Còn phiên âm, sơn thôn thiếu nữ ma bao túc ma hoàn lô dĩ hồng. Bức tranh sinh hoạt của con người nơi sóng núi được thể hiện
Bóng tối buông xuống phủ lấp không gian. Hình ảnh cô thôn nữ miền Sơn Cước hăng say, uyển chuyển với công việc thường nhật, đó là xây ngô. Hình ảnh thể hiện cái vẻ đẹp khỏe khoắn, trẻ trung, tràn đầy sức sống của cô thôn nữ miền Sơn Cước. Hình ảnh lò than rực hồng, làm bừng lên ánh sáng, xua tan bóng tối, sưởi ấm không gian hữu quạnh, lạnh lẽo, vắng vẻ, gợi ý thơ trên. Hình tượng thơ gần gũi, mộc mạc, diễn tả chân thực nhịp sống cuối ngày tại miền Sơn Cước, qua đó thể hiện tình yêu thương, trân trọng vụ bờ của bác đối với người lao động. Em chú ý ở đây là hình ảnh của người lao động ở nơi đất khách quê người, tức là người dân lao động ở Trung Quốc chứ không phải là của đất nước mình. Thấy được điều đó, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cái tình yêu thương vô bờ bến của người đối với con người. Với hai câu thơ cuối thì hình tượng thơ mang tính chất của sự vận động. Đó là sự vận động của thời gian từ chiều tối cho đến tối hẳn. Cánh chim bay, dòng mây trôi, để rồi cũng quy tụ về phía tương lai, phía ánh sáng. Lòng người thì từ lạnh giá, cô quạnh, chuyển sang ấm nóng, say mê, rạo rực, vui tươi, hồ hởi. Đặc biệt ở hai câu cuối có nhãn tự hồng. Khép lại bài thơ, có sức lay động, lan tỏa đến toàn bộ ý thơ. Ngọn lửa hồng lan tỏa, lấn át bóng đêm, xua đi khoảnh khắc lạnh lẽo bút giá trong cõi lòng con người. Ngọn lửa ấy thổi bùng lên bao khát vọng, ý chí và quyết tâm của người chiến sĩ cách mạng giữa cảnh ngục tù đọa đày. Hai câu thơ đã tô vẽ dáng dấp con người hiện lên kỳ vĩ, làm chủ không gian, thời gian, xua đi sự cô đơn, bóng vẻ của thiên nhiên. Bên cạnh đó, ý thơ còn thể hiện sức sống mãnh liệt và khao khát lớn lao của người thiên nhân. Sau khi cảm nhận vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống ở trong bài thơ, Kem chuyển sang phần kết bài. Phần kết bài thì bao giờ chúng ta cũng khái quát lại những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của bài thơ. Trước hết là Kem khái quát bài nét đặc sắc về nghệ thuật. Đó là nghệ thuật sử dụng Hán ngữ, bút pháp ước lệ tượng trưng và hai cái hình ảnh chòm mây và cánh chim. Bút pháp lấy mây điểm trăng, lấy động tả tĩnh, lấy cảnh vật để khắc tạp thời gian, nhấn nhá nỗi niềm con người, nét cổ điển xen lẫn hiện đại. Còn sau đó các em sẽ khái quát nội dung của cả bài thơ. Bài thơ thể hiện vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, bao la rộng lớn nhưng vắng vẻ cô quạnh. Hình tượng con người thể hiện lên với sức sống mãnh liệt, ung dung tự tại giữa gông cùm xiềng xích. Đó là toàn bộ những cái đoạn điểm chính của cái bài văn cảm nhận về vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con người trong bài thơ Chiều Tối của Hồ Chí Minh. Ngoài những cái nội dung đoạn điểm chính như thế, thì các em chú ý là giám khảo sẽ chấm thêm điểm cho những cái bài viết có cái sự sáng tạo, tức là có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện được suy nghĩ sâu sắc về vấn đề cần nghị luận. Đồng thời các em cũng chú ý chính tả dùng từ đặt câu, phải đảm bảo quy tắc chính tả dùng từ đặt câu. Nếu không thì các em sẽ bị trừ điểm của cái bài viết của mình. Cuối cùng thì các em chú ý là ở nhà soạn cái bài học tiếp theo, đó là bài một số thể loại văn học kịch nghị luận. Các em hãy soạn kỹ từng câu hỏi của cái bài này. Hôm sau bài học hôm sau cô sẽ kiểm tra. Cái tiết sửa bài của cô hôm nay đến đây là hết. Thì các em hãy soi chiếu vào cái bài làm của mình xem là mình đã làm được như thế nào, cái mức độ đúng sai là sao, chỗ nào mình còn sai sót, còn chưa làm được thì các em phải sửa chữa bổ sung. Và điều đặc biệt là các em phải ghi chép lại toàn bộ cái nội dung của cái bài học hôm nay. Hôm sau cô sẽ kiểm tra vở và có thể yêu cầu các em sẽ làm lại cái nội dung, sẽ làm lại tất cả các câu hỏi của cái bài thi này.
Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.